Đây cả nhà ơi, gia vị của em nè cả nhà. Gia vị bữa nay em làm món me ngào đường nha cả nhà. Tại vì ở dưới quê á, mẹ bà gửi lên, bữa hôm em về dưới mẹ bà gửi lên cho một bọc bự lắm cả nhà. Nè, cho một bọc dài tới đây nè. Rồi em chia cho thằng em chồng em hai thằng. Hai thằng, thằng nó lấy mớ rồi, còn mớ còn nhiêu đây của em nữa. Nhiêu đây thì nó nhiều quá, để ăn nó ăn canh chua lâu lâu mới ăn lặn không hết. Bây giờ em ngào để dành để làm nước đá uống cả nhà. Em ngào xong rồi em đợi bỏ tủ lạnh để làm nước đá. Giờ nhiều quá không biết làm gì, thôi để ngào đi, bỏ tủ lạnh. Đây em có mua sẵn trái khóm. Trái khóm với đường với me. Bây giờ để em ngào nghe cả nhà nghe. Giờ em phải bầm khóm này trước. Để cho vô bình không? Bây giờ em bầm cái này ra cả nhà. Em không có sắt mà, giờ em bầm cho nó nhuyễn ra đặng hồi em xào nghe cả nhà. Bình cái đồ dặn đâu rồi? Đó chưa đó. Cái dao em nó lục rách. Khóm này em mua chín chín quá trời chín luôn á đây nè. Sáng em lựa khóm chín. Bỏ ngào, bỏ khóm vô hả? Ừ, ngào bỏ khóm cho nó thơm. Nào giờ em đâu có ngào đâu cả nhà. Tại bữa nay em thấy me đem nhiều quá, mẹ nó cho lên nhiều quá em mới ngào. Anh ăn cùi không? Có, ăn cùi nè. Để em lột hết em đi, cùi ra. Giờ em bầm xong rồi nè cả nhà. Em bầm em sắt xong rồi, giờ cái này em bỏ đường vô. Cái này á em không nhà em không có cân á cả nhà. Em không có cân, em không biết lượng nhiêu trơn á. Cái cục me này thì nó hơi nhiều, nhưng mà có thể là cái cục me này thì nó hơi nhiều cả nhà. Cục me này là nó hơi nhiều, nhưng mà em lấy chắc có khoảng hơn phân nửa cái này. Em ngào. Còn chứ không có ngào hết đâu, còn mớ đó dành để em nấu canh chua. Còn đường này chắc em hơn ký em đổ vô đây luôn. Để hồi em trộn với me mới. Đúng ra cái này người ta làm từ sớm á cả nhà, cho nó nắng lên á, cho cái đường cho nó mau tan. Còn em em sáng giờ em mệt quá, em làm không làm, giờ này em làm hơi tối. Giờ em để đây cho nó tan đường chút xíu nữa rồi em mới đi ngào nghe cả nhà. Giờ em để nó đây cho nó ra tan đường chút xíu đi nghe cả nhà. Để cho nó tan đường chút xíu em đi lấy cái này ra nè. Giờ em đi tách cái me này ra ngoài cho thao cái đã. Em sắn cục me bỏ sẵn ra ngoài. Quá trời cái cục me. Mẹ em không có cho cục me này mấy ký. Me này là me nhà khô luôn á cả nhà. Me cây khô á, cây khô á, cái đồ dì hai của dì hai cho mẹ, rồi mẹ không cho tụi lời tụi em nữa chứ không phải là của mẹ. Nhà dì hai có cây me. Bây giờ em sẽ đi bỏ miếng nước nóng vô, em dầm nó ra cho nó ra nó nhựa chút xíu nha cả nhà, cho nó mềm. Em cho vô cả nửa lít nước nóng rồi cả nhà. Em dầm cho nó mềm mềm chút, cho nó ra nhựa hồi, cho nó kệ, cho nó có cái nhựa của me ấy cả nhà. Bây giờ em bắt bếp lên em xào, em thắng đường nha cả nhà. Khóm một trái khóm mà em thấy nó còn hơi ít nè cả nhà. Sáng em mua có một trái à, em thấy cũng còn hơi ít mà thôi đi kệ. Giờ em thắng cho nó đường cho nó tan ra hết, với nó cho nó kẹo kẹo sánh lại rồi em mới đổ me vô nghe cả nhà. Giờ cứ để đây cho nó quậy chừng nó tan đây, nấu khoảng lâu quá. Cái này em sơn thì chắc cũng khoảng cả tiếng hơn cả tiếng đó nghe cả nhà. Trong khi em nấu nãy giờ nó đã sôi rồi nè cả nhà, nó thắng nó ra hết đường rồi đó cả nhà. Giờ nó còn nước không à, nhưng mà nó có bọt, nổi bọt luôn quá trời luôn nè. Nhưng mà em không có hớt đâu nghe cả nhà, để đây hớt cái bọt đường với khóm nó ra đó. Em để cho nó thắng cho nó kẹo một chút xíu nữa rồi em mới
đổ me vô nghe cả nhà. Trong khi chờ đợi me, em ngào me nè cả nhà, em ra bộ phận luôn cả nhà ơi. Cái này em cũng sắp bỏ vô được rồi nè, nó kẹo rồi nè, nó sẽ nặng tay chút rồi nè. Nãy giờ nó chưa nặng tay nhưng bây giờ là đường nó kẹo lại rồi, nó nặng tay đó nghe cả nhà. Thì em xả sẵn đây em rang luôn mấy hộp lộn phộng hồi làm một ly đá meo. Làm một ly đá meo. Bây giờ cái này của em nước đường nó đã kẹo lắm rồi nè cả nhà, nặng tay rồi nè. Me nãy em bỏ vô nửa nước á, em bỏ vô miếng nước em mấy nó quệt này nè, nó sạch sạch lên nè cả nhà. Giờ em đổ nó vô. Em trộn cho em ta đánh cho nó tan ra nha cả nhà. Cho me với nó cục cục đó cho nó tan, nó hòa quyện với nước đường với nhau. Em cho vô xíu muối mới được. Em cho vô xíu muối nha cả nhà, cho nó dặn cái độ độ chua lại. Em cho nó dặn cái độ chua lại. Và nó làm một tay không xong, nó đi làm cho hai tay. Nó thơm mùi khóm cả nhà. Cái này sên còn hơi lâu nữa đó cả nhà, cho em cho nó cái sên cho nó cái được đường á, nó kẹo lại với me cho nó thắng, cho nó quện lại chút nữa. Này em sên có nửa tiếng nữa đó cả nhà. Để lửa thiệt là nhỏ nghe cả nhà ơi, em để lửa nhỏ đó, em dặn nhỏ hết cỡ. Cái nồi me em đã sắp xong rồi đây cả nhà. Đó. Em còn để lửa đó cả nhà, để lửa thiệt nhỏ luôn đó. Em ngồi em sơn nó giờ đó mà nó cũng đã kẹo rồi đó. Cái này thì nó hồi nó nguội xuống nó mới kẹo lại nghe cả nhà. Còn nóng nhiều hoài thì nó cũng cứ nhiều hoài nè. Giờ em đi nha, sẽ tắt bếp, em sẽ để xuống. Đó. Em tắt bếp em xuống em để cho nó nguội nghe cả nhà. Nguội xong rồi em mới vô keo. Cái này là em làm là cái này là me này là em làm mình uống thì mình phải bỏ nước đá thêm nha cả nhà. Ấy quên, phải bỏ đường thêm. Chứ em không có làm cho nó ngọt luôn. Em làm cũng ký mấy me, ký mấy đường. Trái thơm. Em không có lường, em không có căng, em không có lường, em làm đà, em làm nhắm không à. Cái này đến hồi em ấy thì em sẽ bỏ đường thêm, bỏ đa chùm đá. Chứ khi em bỏ miếng nước nóng em làm thì em sẽ bỏ đá rồi bỏ đường thêm rồi em bỏ đá vô thêm nha, là vừa. Cô đừng có phá của mẹ. Đây cả nhà ơi, thành phẩm của ngày hôm qua em ngào nè cả nhà. Đó. Cả nhà coi em. Ôi trời ơi, nó kẹo. Gãy trong cái muỗng của em rồi. Nè, nó kẹo nẹo gì nè cả nhà. Đó. À, em làm xong từ chiều hôm qua cái đầu em mới thành quả của em được 2 keo. Đó, được 2 keo đây. Bây giờ em sẽ đem dẹp keo này đi, lấy keo này thôi, keo nhỏ nè. Làm keo bự, keo nhỏ, keo này nó không đầy. Rồi giờ em quậy nước uống nha cả nhà. Em làm thử một ly nước đá me. Cái này thì em có đổ đây miếng nước nóng cả nhà. Em pha cho miếng nước nóng ấm thôi, chứ thôi em không có nóng mấy. Em cho vô đây một miếng đây. Ngon lắm cả nhà. Hồi chiều qua chắc tối em làm xong em cũng có làm một ly em uống rồi. Mà tính ra chắc tối làm ấy xong rồi về pha cho người một ly uống, mà chồng em ngày qua có khách cái đầu cuối cùng em không có quậy cho nó tan nghe cả nhà. Em bỏ vô miếng đường, tại vì ngày qua em làm là nó chỉ có dừa thôi, còn này uống phải bỏ đường thêm. Em bỏ vô muỗng đường nữa nghe cả nhà. Em không có lãi hột nhưng mà nó gắn kẹo ra, nó ra thịt, em dầm cho nó ra cái thịt me nó kẹo nó ngon lắm cả nhà. Dạ, thôi cái này thì em đậy nắp em cất lại nghe cả nhà.
thành quả của em được hai keo. Hai keo này uống biết lâu á, có nhà có ơn em uống à. Đó, được hai keo này. Đánh lên cái màu rồi đó nghe nè cả nhà. Giờ em bỏ đá vô. Em đập đá sẵn. Thơm mùi thơm. Em có gan thủ keo đậu xào đậu phộng sẵn nè cả nhà. Em thủ keo đậu phộng sẵn. Em làm gì cũng không khéo, vụng về hơn ta. Thế là xong. Thế là xong được một ly đá me này nha cả nhà. Ly đá me. Nhân vật chính của ly đá me của em đây. Thôi, thôi em mời cả nhà ăn sáng với em nghe, uống đá me với em luôn nha cả nhà. Đó. Còn hello với chồng bà cô chú với mẹ nè. Hello Ngọc Diệu quay lóc xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà đang xem trên kênh của Ngọc Diệu quay lóc nha. Đây ly đá me của em nè cả nhà. Đó. Tàn nước hết rồi. Quậy lên em uống miếng đó cả nhà ơi. Cách xì rớt. Em mời cả nhà uống đá me với em nha. Bữa nay uống đá me nè. Em bỏ vô. Trời nắng nóng uống ly này nè mát lắm đó cả nhà. Rất thơm ngon. Thôi giờ em mời cả nhà ăn sáng đi. Em tính em làm xong giấc tối là em quậy cho ngựa ly với cả nhà uống. Cả nhà em uống. Đã đời chồng em không có khách nhậu. Rồi em cũng không làm được luôn. Em cũng không quay được luôn. Thôi giờ bữa nay sáng cái đầu đi mua đoạn sáng về là quậy với uống với đá me luôn nha cả nhà. Thôi mời cả nhà ăn. Nhóc ơi. Đây em mời cả nhà ăn với em này nha. Ăn với này và uống cái này. Đây. Cô uống không? Cô ăn bánh cuốn không? Không ăn luôn hả? Giờ con ăn chả không? Nè cho con cục chả nè. Nè. Cảm ơn mẹ chưa? Ngồi đi, bỏ điện thoại xuống đi, bỏ điện thoại. Rồi đó. Còn... hôm nay em mời các ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn với em nha. Muốn bánh cuốn muốn đá me. Bữa nay buổi sáng em ăn sáng cái bánh cuốn nha cả nhà. Em đi mua cho một dĩa luôn. Bữa nay cái này em mua cả nhà, em không có làm. Em chủ yếu là em làm là cái nước đá me nha cả nhà. Ừ. Mời ông bà cô chú ăn hơn. Ngon, con ăn hơn. Nó hỏi em ngon không? Mình lên em mẹ mua một dĩa luôn. Ủa mà chồng em cũng đi làm xa cả nhà. Chồng em đi làm xa, con gái thì đi học. Đứng như làm hết trơn. Ở nhà có hai mẹ con đây. À, con không ăn cả mẹ. Không ăn cả mẹ ơi. Nhóc em nó ho quá trời luôn, nó không chịu ăn nữa cả nhà. Hôm hôm em làm một ca uống rồi, ngon lắm cả nhà. Lần đầu tiên làm cũng ngon lắm. Hồi đó giờ đâu có me nhiều đâu làm. Ở trên đây làm gì có me đâu nhiều. Rồi đợt này để tới mẹ bà dưới quê bà gửi lên là nhiều quá em mới làm để dành gì ăn lâu. Con ăn đàng hoàng ơi. Cũng biết lâu rồi không ăn bánh cuốn trứng. Nay đi mua về ăn rồi uống như đá me. Đó là em làm em không có lừa, em không có lường nữa cả nhà. Em nhắm không à. Tại vì nhà em không có cân.
nhà nhà em có căn thì em làm thì em chỉ ngào đường với me với khóm vậy thôi. Nói chung là vậy nó cũng chua chua ngọt ngọt rồi, tại vì mình bỏ với đá này nữa thì nó hơi bị lạc, các em phải bỏ đường thêm, nhưng mà em chịu làm như vậy vừa thôi, rồi đặng mình uống nhiêu mình bỏ đường thêm nhiêu, người uống ngọt cũng lạc á. Được không? Hả? Khủng long hả? Con coi khủng long. Chuột con coi khủng long, cứ ngồi nó khủng long. Bữa nào thấy nó ho, không về nó ho dữ dằn bệnh đó. Từng lớp tối ăn nó nhịn luôn á. Không ngày hai mẹ con em ho, trời ơi nó ho, nó ho nhận nó lâu hết thiệt cả nhà. Em ăn đĩa này em nghĩ ăn tới chiều đó. Ăn tử một có chiều ăn luôn. Ho với sổ mũi. Đêm hôm này nó ít quậy ha, còn đêm trước nó nóng nó sốt quá cả nhà, nó vừa nóng vừa sốt rồi nó ho lên cái đầu đàm dính cổ nó ối, em nói ha nó quậy em cả đêm luôn. Nó quậy em cả đêm luôn không ngủ hề được, phải lấy đeo và thêm cha nữa. Cao phụ ối là cha phụ lao nữa, cha phụ giặt khăn giặt đồ lao hơn mình mấy thôi, hai mẹ con ối liên tục. Hôm nay chồng em không đi làm xa lắm, đi từ sáng sớm mới có 6 giờ là ông đi về đó cả nhà, đi về tới nhà đó tới hù, có mình ở nhà có mình nên á, làm cũng làm biếng làm gì ăn lắm. Mình gái thì nó đi học suốt, học 2 buổi nữa. Em nói tiếng em ăn sáng có nhà chắc mày chưa lắm hả, nói tiếng ăn sáng chứ chắc mày cũng 9-10 giờ rồi. Sáng á chị dọn dẹp chén bát quét nhà phơi đồ xong rồi giặt đồ bỏ máy giặt cái nữa, phơi đồ nó tới hùng thấy chưa, rồi mới đi chợ về mua làm đồ ăn. Uống người nè. Uống nước đó mẹ cho đỡ ngán. Làm nửa dĩa đó cả nhà. Bên kia nó hắt ngạt tới rồi cả nhà ơi, em lương ăn mà nó hắt ngạt rồi, vô duyên rồi. Thôi vô duyên quá, em đương hát em đương ấy nó bên kia nó bắt tăng cổ rồi cả nhà, thôi 4 miếng nước nữa. Uống 3 cái hộp. Thôi cả nhà ở bên kia hát nhạc rồi, em còn ăn chút xíu nữa. Mà giờ thêm xin kết thúc clip tại đây. Cả nhà xem nhớ thương tình thì bấm cho em một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Cả nhà nên làm đó bé uống. Trời thanh mát ngon quá.